Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với Trung tâm Sài Gòn Economy. Thầy là Trần Quang Vũ, sẽ phụ trách khoa học của chúng ta. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ nói về thuế xuất nhập khẩu các bạn. Nội dung của bài học thì chúng ta sẽ có 4 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ giới thiệu tổng quan về thuế xuất nhập khẩu. Phần thứ hai là cơ sở tính thuế và phương pháp tính thuế. Phần thứ ba là thời gian tính thuế. Và phần thứ tư là nộp thuế và miễn giảm thuế. Thì đó là bốn cái nội dung trong cái bài học hôm nay của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên. Trên màn hình của bạn chính là cái biểu đồ thống kê về tỷ trọng đóng góp của thuế xuất nhập khẩu vào tổng thu ngân sách nhà nước. Chúng ta sẽ có bốn nguồn. Nguồn thứ nhất là thu từ thuế nội địa. Thu từ thuế nội địa chiếm 83%. Nguồn thứ hai là thu từ xuất nhập khẩu chiếm 14%. Nguồn thứ ba là thu từ dầu thô chiếm 3%. Và nguồn cuối cùng là thu từ cái hỗ trợ viện trợ phát triển 0,4%. Như vậy thì các bạn thấy là cái tổng thu của cơ quan hải quan, cái phần đóng góp của cơ quan hải quan hiện nay thì nó ở mức khoảng 14% tổng thu ngân sách nhà nước. Nếu chúng ta nhìn về các năm trước, ví dụ như năm 2011 thì cái tỷ trọng đóng góp của bên thuế xuất nhập khẩu này nó đóng góp vào 23% tổng thu ngân sách nhà nước, tức là gần bằng 1/4 cái nguồn thu của ngân sách nhà nước. Sở dĩ thì cái tỷ lệ này nó giảm xuống theo hàng năm thì các bạn đã biết là Việt Nam chúng ta ngày càng mở cửa hội nhập và chúng ta ký các hiệp định thương mại tự do, cắt giảm hàng rào thuế quan, cho nên cái số tiền thuế mà chúng ta, cái tỷ trọng về thuế xuất nhập khẩu của chúng ta thu được nó cũng sẽ giảm dần trong cái tổng thu ngân sách. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang thuế xuất nhập khẩu là gì? Thuế xuất nhập khẩu là thuế đánh vào hàng hóa xuất nhập khẩu. Thì đó chúng ta gọi là thuế xuất nhập khẩu. Hiện nay thì thuế xuất nhập khẩu của chúng ta thì bao gồm những cái sắc thuế như sau: một là thuế xuất khẩu, hai là thuế nhập khẩu, ba là thuế tiêu thụ đặc biệt, bốn là thuế bảo vệ môi trường và năm là thuế giá trị gia tăng. Đây là năm sắc thuế mà chắc chắn khi các bạn xuất nhập khẩu thì các bạn sẽ phải gặp một trong năm sắc thuế này. Ngoài ra còn có ba cái sắc thuế khác mà tùy từng trường hợp cụ thể chúng ta có thể áp dụng, đó là thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp. Thì đó là những cái sắc thuế này, ba cái sắc thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chúng ta chỉ áp dụng khi chúng ta có được một cái cuộc khảo sát điều tra đánh giá thiệt hại gây ra thì chúng ta mới áp dụng các cái sắc thuế này. Tức là những cái sắc thuế đó sẽ áp dụng trong từng trường hợp cụ thể. Còn những cái sắc thuế thông thường của chúng ta thì năm cái sắc thuế như các bạn thấy, đó là thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng. Chúng ta sang cái phần tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cơ sở tính thuế và phương pháp tính thuế. Về cơ sở tính thuế của chúng ta thì chúng ta sẽ có 3 cái cơ sở chính. Một là số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, hai là trị giá hải quan và ba là cái mức thuế xuất. Thì đây là 3 cái cơ sở để chúng ta tính thuế. Và cái phương pháp tính thuế của chúng ta, thầy sẽ giới thiệu cho bạn về cái phương pháp tính thuế. Sau khi các bạn xem xong cái phương pháp tính thuế này, các bạn sẽ thấy nó có một cái đặc điểm là ở Việt Nam của chúng ta đánh theo dạng thuế chồng thuế các bạn. Thuế chồng thuế, tức là số tiền thuế của sắc thuế trước sẽ được cộng vào cái trị giá của sắc thuế sau để tính cái tiền thuế của sắc thuế sau. Cụ thể là như thế này. Đầu tiên các bạn sẽ tính thuế xuất khẩu hoặc nhập khẩu trước, các bạn sẽ lấy trị giá hải quan nhân cho mức thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu. Chúng ta ra được cái số tiền thuế là A. Cái trị giá hải quan này chúng ta đã có một cái buổi học chúng ta nói về cái phần trị giá hải quan này, các bạn còn nhớ không? Nếu các bạn không nắm được cái này, các bạn có thể xem lại video bài giảng về phần trị giá hải quan. Thứ hai là cái mức thuế xuất của hàng hóa xuất nhập khẩu. Chúng ta cũng có một cái bài học chúng ta nói về cách tra mức thuế xuất cho từng hàng hóa xuất nhập khẩu. Các bạn có thể xem lại video này để các bạn biết. Thì chúng ta lấy trị giá hải quan, chúng ta nhân cho mức thuế xuất, chúng ta ra được cái số tiền thuế là A. Nếu hàng hóa của chúng ta chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì chúng ta sẽ tính thuế như sau: trị giá ban đầu cộng cho số tiền thuế A vừa mới tính được. Hai cái khoản này nó chính là cái trị giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Sau đó chúng ta sẽ nhân cho mức thuế xuất thuế tiêu thụ đặc biệt, chúng ta ra được số tiền thuế là B. Đối với thuế bảo vệ môi trường, thuế bảo vệ môi trường là một cái loại thuế cố định, thuế không tính theo trị giá, cho nên chúng ta sẽ không có căn cứ vào trị giá mà chúng ta sẽ căn cứ vào số lượng hàng hóa chúng ta nhập khẩu. Chúng ta nhân cho mức thuế để chúng ta ra được cái số tiền thuế bảo vệ môi trường là C. Tiếp theo là thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng thì mặt hàng nào cũng có thuế giá trị gia tăng các bạn. Thì các bạn sẽ lấy cái trị giá ban đầu cộng cho số tiền thuế là A. Thuế nhập khẩu là A, thuế tiêu thụ đặc biệt là B và thuế bảo vệ môi trường là C. Đây chính là cái phần trị giá tính thuế của thuế giá trị gia tăng. Sau đó chúng ta sẽ nhân cho mức thuế giá trị gia tăng
thuế, mức thuế giá trị gia tăng là 5% hoặc 10%, chúng ta ra được số tiền thuế là D. Như vậy, tổng số thuế chúng ta phải nộp chính là A cộng B cộng C cộng D. Các bạn có thấy là cái công thức này rõ ràng là cái số tiền thuế của sắc thuế trước sẽ được cộng vào cái trị giá của cái sắc thuế để tính cái sắc thuế tiếp theo. Thì đây chính là cái phương pháp thuế chồng thuế của chúng ta. Về thời gian tính thuế, của chúng ta là thời điểm chúng ta đăng ký tờ khai hải quan. Tức là ngay khi chúng ta đăng ký tờ khai hải quan thì chúng ta sẽ nó sẽ phát sinh cái nghĩa vụ thuế của chúng ta đối với cơ quan hải quan. Về việc đồng tiền tính thuế và nộp thuế, hiện nay thì luật người ta cho phép doanh nghiệp có thể tính thuế bằng ngoại tệ và nộp tiền thuế bằng ngoại tệ, hoặc là tính thuế bằng Việt Nam đồng và nộp tiền thuế là Việt Nam đồng. Tuy nhiên thì phần lớn các doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta sẽ nộp thuế bằng Việt Nam đồng các bạn. Bởi vì hiện nay thì ở Việt Nam của chúng ta thì cái phần ngoại tệ nó cũng khá là khan hiếm. Phần lớn các doanh nghiệp người ta sẽ nộp thuế là Việt Nam đồng. Phần tiếp theo là về tỷ giá tính thuế. Khi chúng ta nộp thuế bằng Việt Nam đồng thì chúng ta cần phải có tỷ giá để chúng ta quy đổi. Bởi vì thông thường khi chúng ta giao dịch với đối tác nước ngoài thì chúng ta giao dịch bằng ngoại tệ, thường là đồng đô la. Vì vậy chúng ta cần phải quy đổi từ đồng đô la đó sang đồng tiền Việt để chúng ta tính thuế. Thì hiện nay theo quy định của bên Tổng cục Hải quan thì cứ mỗi thứ năm hàng tuần cơ quan hải quan sẽ liên hệ với, sẽ phối hợp với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank để cập nhật cái tỷ giá vào hệ thống của cơ quan hải quan. Tức là cái phần này sẽ do hệ thống của hải quan sẽ tự động cập nhật tỷ giá của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vào ngày thứ năm hàng tuần và áp dụng cho nguyên cả một tuần. Tức là tỷ giá nó sẽ không thay đổi theo ngày đối với hải quan, nó sẽ thay đổi theo tuần các bạn, hàng tuần thì nó sẽ thay đổi. Và khi chúng ta khai hải quan, chúng ta không cần phải nhập tỷ giá này vào, bởi vì cái tỷ giá này nó sẽ tự động cập nhật vào vào tờ khai của chúng ta để áp dụng. Phần tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái thời hạn nộp thuế. Thời hạn nộp thuế của chúng ta đối với hàng kinh doanh thì thời hạn nộp thuế là chúng ta phải nộp thuế ngay trước khi giải phóng hàng. Trong trường hợp chúng ta không nộp thuế ngay thì chúng ta phải có tổ chức tín dụng bảo lãnh, tức là phải có ngân hàng bảo lãnh. Bảo lãnh của chúng ta thì bao gồm hai trường hợp, một là bảo lãnh riêng là bảo lãnh cho từng tờ khai, hai là bảo lãnh chung là bảo lãnh cho tất cả các tờ khai. Rồi, cái phần cuối cùng là cái phần về miễn giảm thuế. Miễn giảm thuế của chúng ta thì nó sẽ phụ thuộc vào chính sách của nhà nước. Khi nhà nước muốn khuyến khích một lĩnh vực nào đó thì nhà nước sẽ miễn giảm thuế cho chúng ta. Thầy lấy ví dụ. Ví dụ như nhà nước sẽ miễn giảm thuế cho hàng hóa phục vụ về an ninh quốc phòng, phục vụ cho nghiên cứu khoa học, phục vụ cho thăm dò khai thác dầu khí, hoặc là phục vụ cho lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội. Hoặc là chúng ta thành lập một cái dự án đầu tư ở những cái khu vực vùng sâu, vùng xa thì cái máy móc thiết bị của chúng ta cũng sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Ở đây thì thầy sẽ trình bày cho các bạn về cái miễn thuế đối với hàng hóa là hành lý của cá nhân. Khi các bạn xuất nhập cảnh, các bạn đi ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài về Việt Nam, các bạn sẽ được mang theo hành lý. Và trong cái định mức miễn thuế của chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái định mức miễn thuế cụ thể như sau. Đối với rượu từ 20 độ cồn trở lên thì các bạn sẽ có cái định mức là 1,5 lít. Nếu mà rượu dưới 20 độ cồn thì chúng ta sẽ có định mức là 2 lít. Và bia là chúng ta sẽ có định mức là 3 lít. Thuốc lá thì chúng ta sẽ có 200 điếu và xì gà là chúng ta có 20 điếu. Tức là nếu chúng ta nhập trong cái phạm vi này thì chúng ta sẽ không phải nộp thuế. Và nếu chúng ta nhập nhiều hơn cái lượng này, chúng ta phải nộp thuế. Đối với những hành lý cá nhân khác thì giá trị dưới 500 đô chúng ta cũng sẽ được miễn thuế. Còn cái phần nào mà trên 500 đô chúng ta sẽ nộp thuế. Như vậy là thầy vừa trình bày cho các bạn về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong cái phần này thì chúng ta còn có các cái bài tập để chúng ta tính thuế. Tuy nhiên thì bài học hôm nay của chúng ta thì xin tạm dừng tại đây. Để các bạn xem full video bài giảng, các bạn hãy đăng ký khóa học tại Trung tâm Sài Gòn Academy. Nếu các bạn có câu hỏi liên quan đến bài học, các bạn hãy comment ở nội dung bên dưới để thầy tư vấn cho các bạn. Và các bạn hãy liên hệ với thầy theo số điện thoại 0913106015 để thầy tư vấn cho các bạn. Và mong là gặp các bạn trong các khóa học sắp đến. Xin cảm ơn sự theo dõi các bạn. Xin chào các bạn.